Bảo Sát Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh Bảo Sát trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bảo Sát Huy đang có mặt và ghi hình cho quý vị tại Festival Cây Cảnh thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm 2023. Và khi hình ảnh trước mắt quý vị thì quý vị nhìn thấy triển lãm Chí Linh đã thu hút được rất đông mọi người về tham quan cũng như mang cái tác phẩm về. Và hôm nay thì là cái thông tin đến bây giờ là thông tin cuối ngày đầu nhận cây. Bảo Sát Huy muốn dành cho quý vị một cái thước phim bao quát và điểm tin cho quý vị những tác phẩm đẹp, tác phẩm quý về với triển lãm Chí Linh trong cái ngày đầu tiên nhiều đến như thế nào. Thì quý vị hãy dành thời gian để đi tham quan một lượt những tác phẩm đã về với triển lãm. Triển lãm còn nhận cây vào ngày mai nữa và sẽ diễn ra khai mạc vào ngày 26 tháng 9. Và đến giờ phút này thì theo như Bảo Sát Huy ghi nhận thì tác phẩm về với triển lãm thì đã chiếm được hơn một nửa, tức là những tác phẩm thì đã có khoảng độ 200 tác phẩm về với triển lãm rồi quý vị. Quý vị nhìn thấy một sân triển lãm đã bát ngàn cây cảnh rồi, những nhà vườn đang tiếp tục mang những tác phẩm đến, những nhà vườn thân quen và những tác phẩm thân thuộc quý vị. Đó là nhà vườn anh Lương tại Kim Bôn. Chào Vui nha Vui ơi. Chào bạn nhé. Chào bạn nhé. Anh em. Hôm nay bạn mang mấy tác phẩm đấy? Mình hôm nay đến có Vui với triển lãm Chí Linh hai tác phẩm. Hai tác phẩm à? Là tầm chung chung để đi phong trào của mấy này festival của Chí Linh thành công có đẹp. Bạn Vui, kính thưa quý vị, bạn Vui rất nhiều cây ở trong vườn. Nhưng mà hình như lần này là bạn mới mang cây đi đầu tiên phải không? Mình hôm nay một là cái địa lý nó cũng gần, hai nữa là mình một lần đầu tiên đi chơi cũng mang hai tác phẩm đi xem là bày cho nó có vào mắt được anh em không. Thế thì bạn thử dẫn mình đến đấy, gần với tác phẩm của bạn xem nào. Là xe đồng chí nào đấy nhỉ? Đây này mình mang đây hả, cây xanh Nam Điền quý vị nhá. Cây xanh của bạn ấy cũng rất đẹp quý vị ạ. Cái này cao khoảng 85 đến 90 phân. Nhà rất nhiều cây nhưng mà lần đầu tiên mới mang cây đi triển lãm. Bạn Vui ở Kinh Bôn. Một cây xanh Nam Điền bóng tàn mịt màng hoàn thiện của bạn rồi. Cái góc này nhìn đẹp quá quý vị ạ. Quý vị ơi, có một nhà vườn ở Hải Dương, nhắc tên đấy là khi nhắc tên anh thì gần như ai ai cũng biết, đó là anh Huy, được mệnh danh là Vua Si. Anh Huy cũng mang mấy tác phẩm đến. Em chào anh Huy nhá, anh Huy ơi. Chào anh Huy nhá. Anh đóng góp, em nhìn thấy 3 tác phẩm anh nhỉ. Một cây tùng La Hán này, một cây tùng rất đẹp của anh. Và bên cạnh đó thì một tác phẩm Si, cây Si tầm trung. Một cây Si rất già của anh. Anh Huy, người được mệnh danh là Vua Si Hải Dương. Và bên cạnh đó là một cái tác phẩm cây Hải Châu. Hải Châu đẹp tuyệt quý vị ạ. Cây Hải Châu rất đẹp. Hải Châu để ngoài chiêm ngưỡng nghệ thuật ra, lại còn những cái trụ quả Hải Châu. Khi mà quả chín thì rất là đẹp.
cây hải châu mà dáng thác đổ như này, cũng là cái cây hiếm. Và ngay kế bên là một cái tác phẩm nữa của bạn Vui, bạn Vui Kinh Môn. Đây là tác phẩm của bạn Vui Kinh Môn quý vị nhé. Không khí đang rất là tấp lập quý vị ạ. Một cái dưới đẹp quá quý vị ơi. Anh ơi, chào anh. Ồ, anh mang cây đến chưa anh? Cây anh đâu, cây anh đâu? À, chào tất cả các anh nhá. Những cây đẹp quá nhỉ. Trực lúi. Xanh quê quý vị nhá. Xanh quê trực lúi. Đây xem vật đâu. Cây của anh gọi đâu anh nói ơi. Đây rồi anh. À, hạnh phúc này. Thế rồi bên cạnh là cây gì đây? À, một dãy là cây của câu lạc bộ Gia Lộc. Đây là những cái tác phẩm của câu lạc bộ Gia Lộc quý vị nhé. Gia Lộc quý vị nhá, những anh ở những tác phẩm của anh em Gia Lộc. Cây bonsai rất đẹp. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng cái tổng thể một chút. Một cây dưới quá đẹp quý vị ạ, ngay trước mắt quý vị. Cái cụ vâng. Kinh khiếp. Và một tác phẩm xanh dáng làng. Cây xanh dáng làng ấn tượng ngay trước mắt quý vị. Cây của chú Đích tại quê Võ Bắc Linh. Chú có mang đến hai tác phẩm. Một cây xanh dáng làng và một cây đa. Ngay trước mắt quý vị. Cũng là những cái tác phẩm tâm huyết của chú. Và quý vị đến với một hình dáng của cây dưới. Cây dưới dáng... hình con lân, chủ nhân đã đặt là khỉ lân. Bên cạnh đó còn rất nhiều những cái dòng cây khác. Đây là những cái tác phẩm ở bên vùng quanh cái sân triển lãm, ngay bên đường vào quý vị nhé. Đến ngày hôm nay thì bonsai đã ghi nhận là cũng chủ yếu những cái cây tâm huyết của nhiều nhà vườn. Còn những siêu phẩm, những cây nổi tiếng thì bonsai đã ghi cảm nhận là cũng chưa có nhiều. Nhưng về cái mặt bằng chung thì có rất nhiều những cây còn tiềm năng ở trong các nhà vườn. Mà khi xuất hiện thì mọi người cũng nhìn thấy những cái đường nét nghệ thuật của những tác phẩm đó. Những tác phẩm ngay trước mắt quý vị đó là những cái tác phẩm của nhà vườn Quang Minh. Cây dưới quá đẹp quý vị ạ. Và những cái khúc gỗ lũa này. Đó là những cái nét độc đáo, những cái đa sắc màu cho triển lãm Chi Đích. Đây một cái tác phẩm này cũng rất ấn tượng. Cây găng tu hú quý vị ạ. Cây lần đầu tiên được nhìn thấy cái găng tu hú. Quý vị chiêm ngưỡng những cái tác phẩm VIP, những cây rất đẹp. Đây là những cái tác phẩm của nhà vườn Tiến Luật, Linh Giang, Hải Dương.
một cây xanh quê. Một xanh quê già hóa thạch rồi. Và quý vị cũng có thể nhìn thấy những cái lu. Một tác phẩm ấn tượng. Có tên là Việt Nam Hương Sắc. Rồi chào hai bố con. Chào hai bố con anh. Cháu tên là gì? Việt Anh ạ. Cháu tên là Việt Anh. Thế là học ở trường gì đây? Trường huyện Cẩm Giang à? Rồi. Anh ngắm cây đi nhá. Rồi ngắm cây đi. Thì quý vị đến với tác phẩm tiếp theo. Tác phẩm cháu cũng là sân trường Bơ Sai mà. Trên đỉnh Trường Sơn. Trên đỉnh Trường Sơn, một cây xanh quê ôm đá thả nước ấn tượng. Đây là những cái tác phẩm ấn tượng tại triển lãm festival cây cảnh Chí Linh lần này. Vẫn là tác phẩm của nhà vườn Tiến Luật quý vị nhé. Và quý vị đến với một tác phẩm, một cây dáng phụ tử. Tác phẩm này của chú Tính Linh Giang. Một tác phẩm rất đẹp quý vị ạ, ngay trước mắt quý vị. Sát Huy muốn chia sẻ cho quý vị một cái thước phim bao quát, một cái phim điểm tin cuối ngày cho quý vị, để quý vị yêu cây cả nước cảm nhận về triển lãm Chí Linh. Đây là tác phẩm của anh Tuấn Trẻ. Anh Tuấn Trẻ Linh Giang, Hải Dương. Và còn rất nhiều những cái cây ấn tượng khác quý vị ạ. Và ngay trước mắt quý vị là những cái tác phẩm của đơn vị Vĩnh Bảo, cây của chú Hắc, một cây xanh quê. Xanh quê khá là đẹp của chú. Và quý vị hãy đến với một cây me tuyệt đẹp. Cũng đã có mặt, chủ nhân cũng trân trọng tác phẩm, từ cái đôn kệ rồi đến chậu đều rất đẹp. Ở đây cũng đã vẫn là tác phẩm của đơn vị Vĩnh Bảo, tác phẩm của em Tùng Chậu Vĩnh Bảo. Và còn rất nhiều nữa. Và Sa Đô Huy xin phép quý vị là không bình phẩm, không chia sẻ chi tiết quý vị nhé. Những cái thước phim chi tiết thì sẽ dành cho quý vị những cái thước phim sau. Phim này thì muốn chia sẻ tổng quát cho quý vị, để quý vị có cái nhìn bao quát, cảm nhận ngay cái ngày đầu nhận cây. Nhiều tác phẩm quý nào về với triển lãm Chí Linh. Một tác phẩm tuyệt đẹp ngay trước mắt quý vị nữa, đó là cái cây của em Tùng, Vĩnh Bảo của hai em Tùng. Em này em Nguyễn Tùng và mà em Tùng Trọng. Đây là cái phóng viên tương lai nhá. Em lớn lên cháu có thích làm YouTube không? Hả? Cháu lớn lên cháu có muốn làm YouTube không? Quay cây cảnh không? Đây là tác phẩm của em Nguyễn Tùng, cây xanh quê. Đẹp quá quý vị ạ. Và một cây ổi rất nhiều những cái nét kỳ ở trong tác phẩm này, đúng là một cái kiệt tác của thiên nhiên ban tặng. Cây ổi của nhà vườn Quang Minh. Và bên cạnh đó là quý vị chiêm ngưỡng một cái dãy cây này, dãy cây có rất nhiều những cái cây ấn tượng, đặc biệt là mấy cây tùng này.
với cái tùng tuyệt đẹp quý vị ạ, cái tùng đặc sắc. Xa đó quý cũng chưa biết là của cái tác phẩm tùng này của nhà vườn nào, nhưng đây là những cái tùng rất rất là quý, những cái tùng chỉ cao khoảng 1m1 đến 1m2 thôi, bóng tàn rất đẹp. Thì như ba tác phẩm này là của cùng một nhà vườn. Chủ nhân đặt là Lưu Bị này, cây này là đặt là Lưu Bị này. Đây và có một cây này Trương Phi. Và tác phẩm này thì đặt là Quan Vũ. Đều là những cái tác phẩm tùng mà giá trị. Và ngay cạnh cái tấm biển giới thiệu về triển lãm thì có một đôi long. Đôi long của nhà vườn ở Đông Triều, Quảng Ninh. Của em Dương quý vị nhé. Đôi long là của em Dương. Đây là một cái tác phẩm nữa của em ấy, trong một cái bộ đôi xanh dáng long của em. Và tiếp tục với những tác phẩm của các nhà vườn đang chuyển xuống. Đây là tác phẩm của anh Lương. Anh ơi, em chào anh. Anh ơi, anh bật mí là lần này anh mang bao nhiêu tác phẩm? Lần này anh mang tất cả là của anh 5 cây. 5 cây. Thì em cũng con này vừa thì... rồi anh bật mí là anh có mang cả chúa vườn đi phải không anh? Đúng rồi, em mang cả cây chúa vườn đi. À, cây chúa vườn là cây nào anh? Chú muối ơi, mặt quay lại. Cây chú vườn là cái nào anh? Cái 1968 này. À, cái 1968, anh 8. Đấy, 1968 là đúng anh 8 đấy. Hợp với anh thì anh lại giữ lại Chí Linh đấy. Quan trọng là cái giá thôi. Đây đây, quan trọng giá. Quan trọng là cái giá thôi, cứ làm phát là nó mới đùm cái ngay. Trên xe là anh Lương có chia sẻ là cây chúa vườn của anh Lương. Lần đầu tiên đi triển lãm. Hôm nay là đọc cây lần đầu tiên thôi. À, cây này cũng lần đầu tiên nha anh. Cây này mua của bác Trường ngay. Cây này là anh ấy chia sẻ là anh mua của anh Trường Giấy này. Lần đầu tiên đi triển lãm này. Mới thay chậu của anh Lương ơi. Ồ, thế là anh mới cho thêm đất à? Đây, bổ sung thêm đất thôi. Vâng. Cây anh ấy mua của anh Trường Giấy là lần đầu tiên đi triển lãm. Đi cùng với anh Lương thì bạn Vui đây quý vị nhé. Đi mặt trời bên đây em ơi. Vâng, đang hướng xe một chút. Em chào các anh nhá. Cháu chào chú ạ. Các anh cũng mang tác phẩm đến tham dự à anh? Vâng, anh em anh Bình cũng có một ít để cổ động viên đấy à anh em Chí Linh. Anh Tuấn Gia Bình quý vị nhá. Anh Tuấn cũng mang một số tác phẩm và đây là tác phẩm mà Phan Sa Huy nhận ra cây của anh Chính. Mẫu tử du xuân của anh Chính. Vâng. Tôi cũng muốn tác phẩm đó thôi. Vâng. Anh em 5 tác phẩm. Rồi vâng. Đây những cây của anh Tuấn quý vị nhé. Anh Tuấn Gia Bình. Anh cũng đóng góp rất nhiều tác phẩm với triển lãm Chí Linh. Và bên cạnh đó quý vị chiêm ngưỡng những tác phẩm xanh quê của các nhà vườn. Những tác phẩm của anh Lương quý vị nhé. Anh Lương Kinh Bột.
cây chúa vườn của anh Lương đang khẩu xuống quý vị nhé. Bà Sa Đỗ Huy cũng nóng lòng muốn cho quý vị chiêm ngưỡng gần hơn để cảm nhận được cây chúa vườn của anh Lương đẹp đến như thế nào. Cây xanh bóng tàn anh làm hoàn thiện rồi quý vị ạ. Hoàn thiện rất đẹp rồi. Chiều cao này Bà Sa Đỗ Huy ước chừng khoảng 1m2. Tác phẩm đã hạ xong quý vị nhé. Một cây chúa vườn của anh Lương. Quý vị hôm nay quý vị được chiêm ngưỡng một cây chúa vườn của anh Lương. Anh có cái cảm xúc gì khi hôm nay mang chúa vườn đi chơi? Lần đầu tiên mình rất là anh em câu lạc bộ sân ngoài mình đi chơi cây này. Một lần đầu tiên là rất bất ngờ. Yeah. Được đi chơi đến hôm nay rồi, phút này là cây này mình chinh phục hơn 15 rồi. Hơn 10 năm và lần đầu tiên đi chơi đúng không? Lần đầu tiên mới được đi chơi cây này. Ồ, quý vị ơi, quý vị chiêm ngưỡng cây bệ cốt chậu này. Một cây xanh cổ của anh. Hoàn thiện rất lâu rồi. Cây tâm huyết của anh Lương. Bóng tàn rất đẹp. Đây là cây tâm đắc nhất mình làm ấy. Vâng. Một cây tâm đắc của anh Lương. Để nhân cái kỷ niệm cây chúa vườn đi chơi thì anh đứng vào ghi một kiểu ảnh nhỉ. Ở đây. Có con trai nữa. Ồ, thế hai bố con đứng hai bên. À đây con trai anh Lương. Anh đứng gần một cây tí. Ồ, hai bố con nhìn đây cái nào. Hai bố con cười tươi lên. Nào, cười tươi nhá. Ok, rồi, ok, cảm ơn hai bố con. Cây rất đẹp. Những tác phẩm của anh Lương đã góp phần làm đẹp cho triển lãm của Chí Linh. Đã festival cây cảnh Chí Linh năm 2013. Anh đóng góp rất nhiều tác phẩm. Quý vị ơi, một cây xanh quê có cái đường nét rất là đặc biệt. Cũng lần đầu tiên đi chơi đấy. Cũng lần đầu tiên à? Anh Lương lần này mang rất nhiều cây mới đi. Đây là xanh quê quý vị nhé. Quý vị yêu cây thì quý vị có thể nhìn thấy một hàng cây đẻ bàng rất nhiều quý vị này. Cây đẻ bàng mới đến được 50% thôi. Còn ngày mai nữa quý vị nhé. Và quý vị nhìn thấy trưởng ban tổ chức là anh Thảo. Anh em chào anh. Chào anh nhá. Rất là tuyệt vời. Chị Linh đã tổ chức được một triển lãm. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận cây. Nhưng mà em thấy là cái số lượng tác phẩm chiếm được hơn nửa rồi anh nhỉ? Dạ vâng. Hôm nay thì rất nhiều, mỗi ngày đầu thôi. Còn ngày mai nhận cây nữa quý vị nhá. Ngày mai còn ngày nữa. Thì quý vị hãy chờ đón những tác phẩm quý về với triển lãm Chí Linh. Bà Sa Đỗ Huy cũng đóng góp với triển lãm Chí Linh một tác phẩm. Một cây long lùn quý vị ạ. Đây là cái rễ cây để bà. Rất nhiều quý vị nhé, rất nhiều tác phẩm. Một cây hoa giấy rất nghệ thuật ngay trước mắt quý vị. Bà Sa Đỗ Huy muốn điểm tin cho quý vị. Và sau những cái thước phim này thì sẽ dành cái thời gian để chia sẻ cho quý vị những kỹ hơn từng tác phẩm. Đến đây là cây toàn tiền tỷ này, một chụp ảnh quý. Quý vị ơi, cây si cổ ngay trước mắt quý vị cũng là cây si rất là đẹp. Cây của anh Nguyễn Văn Huy, Nam Điền, Nam Định. Và những cây xanh Nam Điền, những cây trực cổ.
những tác phẩm của anh Trinh Vĩnh Bảo quý vị nhé. Anh Trinh, bộ ba của anh Trinh. Và quý vị nhận ra là đây là anh, hai anh em nhà anh Điệp và anh Quảng. Các anh đến đâu chưa anh? Anh mới tới. Anh mới tới hả? Chào anh. Vâng. Anh có mang cây đi chơi không anh? Anh không mang, đợt này đang làm. Đợt này anh đang bận hả? Vâng. Anh Điệp và anh Quảng là một trong một cái gia đình 5 anh em chơi cây nổi tiếng ở thành phố Hải Dương quý vị nhá. Và anh Quảng này còn có cái vườn cây rất mộng bonsai. Đấy, quý vị ơi, quý vị đã xem qua kênh của Bonsai Đức Huy rồi, đã đến vườn anh rồi. Một vườn cây cạnh đang làm mấy cái tùng, mấy cái mai lại vâng trông đẹp. Các anh đều ai cũng có một cái vườn cây rất là đẹp quý vị. Các anh đi tham quan đi nhá. Vâng ạ. Chào các anh. Kính thưa quý vị, ngoài những cái tác phẩm tùng rồi xanh si thì nhắc đến Chí Linh thì mọi người nghĩ ngay đến những cái thông Chí Linh. Đặc sản Chí Linh là những cây thông. Thế và triển lãm này cũng xuất hiện rất nhiều cây thông nghệ thuật. Thì quý vị, đây là một cái khu có những tác phẩm thông ấn tượng. Và Sài Đô Huy quay lướt một lượt cho quý vị để quý vị chiêm ngưỡng một số những cây thông ấn tượng tại triển lãm. Quý vị chứng ngưỡng những cây thông nghệ thuật như này này. Hả? Coi để trả đơn cho em ghi cái xe của ai đây nhỉ? Em cho ra để cho cái cậu ở đây. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị một cái thước phim bao quát triển lãm Chí Linh năm 2023. Quý vị nhìn thấy còn rất đông các xe mang cây đến nữa. Bonsai Đức Huy vừa rồi cũng phần nào truyền tải cho quý vị toàn cảnh. Và quý vị yêu cây không đến tham quan được cũng phần nào cảm nhận được triển lãm Chí Linh trong cái ngày đầu tiên nhận cây, số lượng tác phẩm như thế nào. Bonsai Đức Huy đến đây xin được xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.